Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ năm, ngày 18 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương dâng hoa kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị và trao giải cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ. Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Hiệu quả mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cử. Sản phẩm không rõ nguồn gốc bán trên thị trường. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2023, sáng nay, thành phố Hưng Yên tổ chức lễ dâng hương dâng hoa tưởng niệm tại nhà lưu niệm Hồ Chủ tịch, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Sự lễ dâng hương dâng hoa có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo thành phố Hưng Yên. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, đoàn đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người có công lao vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự tự hào và lòng biết ơn trước những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, đóng góp nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển quê hương, đất nước. Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh, các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu tâm nguyện đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà lưu niệm Bác Hồ. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết trao giải cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, từ đó tích cực học tập và làm theo. Từ những chuyển biến tích cực trong nhận thức, các cấp các ngành, cán bộ đảng viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vai trò gương mẫu của người đứng đầu được phát huy. Các phong trào thi đua yêu nước nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Sau 5 tháng phát động cuộc thi Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 52.759 bài tham gia, trong đó khoảng 30% bài thi của các đơn vị tỉnh ngoài. Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 39 tác giả, nhóm tác giả gồm 1 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 29 giải khuyến khích. Tác giả Đào Thị Liên, Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đạt giải nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đối với các tập thể và cá nhân đạt giải nhất, nhì và ba. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định
những kết quả đạt được trong thực hiện kết luận số 01 thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, biểu dương các cá nhân, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 và kết luận số 01 của Bộ Chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hàng năm, mỗi cán bộ đảng viên chúng ta phấn đấu lựa chọn ít nhất một việc để làm theo Bác. Và tất nhiên, những cái việc mà mỗi cán bộ đảng viên chúng ta lựa chọn phù hợp với khả năng của mình và cũng phù hợp với điều kiện thực tiễn nơi mình công tác và sinh hoạt. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, đưa nội dung tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên và các cấp học, các bậc học trên địa bàn tỉnh ta. Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ, nhất là tuyên truyền các bài dự thi có chất lượng tốt, đạt giải cao để tiếp tục góp phần nâng cao hơn nữa niềm tự hào quê Hưng Yên và làm sâu sắc hơn tình cảm của Bác Hồ với Hưng Yên và tình cảm của nhân dân Hưng Yên với Bác Hồ. Từ đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh, hăng hái thi đua và nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu. Trên cơ sở các nguồn tư liệu từ cuộc thi này thì tôi cũng đề nghị là các cơ quan đơn vị có liên quan, mà trước hết là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần nghiên cứu tổng hợp để phục vụ trong công tác nghiên cứu bổ sung các cái tài liệu tư liệu về Bác Hồ với Hưng Yên và Hưng Yên với Bác Hồ trong thời gian tới. Từ đó góp phần để chúng ta vận dụng một cách sáng tạo và tiếp tục phát triển tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ đảng bộ, chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình, tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Duy trì và thực hiện có hiệu quả việc đăng ký làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc ghi sổ, ghi danh tập thể cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sáng nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp chính trị hệ không tập trung khóa học 2021-2023. Với 59 học viên, sau gần 2 năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng đoàn thể, đồng thời được liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tiễn công việc. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều được Học viện Chính trị khu vực công nhận tốt nghiệp. Phát biểu tại buổi bế giảng, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chúc mừng thành tích của lớp học và mong rằng các đồng chí tiếp tục vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn công việc để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Sáng nay, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 tỉnh chủ trì hội nghị. Năm nay, toàn tỉnh có gần 15.500 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 1.500 thí sinh so với năm 2022. Ban chỉ đạo kỳ thi dự kiến sẽ bố trí hơn 3.100 cán bộ giáo viên tham gia công tác coi thi. Toàn tỉnh dự kiến có 680 phòng thi tại 32 điểm thi. Công tác tổ chức kỳ thi cơ bản vẫn giữ ổn định như những năm trước. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi, đề thi và lịch thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, thống nhất trên cả nước. Năm nay, tỉnh Hưng Yên tiếp tục vận dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như một lần chuẩn bị công tác tổ chức thi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện kế hoạch tổ chức kỳ thi, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.
Trên cơ sở đó, các ngành địa phương xây dựng kế hoạch riêng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết. Đồng chí yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo phát huy kinh nghiệm từ những kỳ thi trước, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra trong các khâu tổ chức thi, tuyệt đối không để cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế, đồng thời rà soát kỹ lưỡng thông tin thí sinh, kịp thời hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Các nhà trường tiếp tục triển khai ôn tập kiến thức cho học sinh, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền để học sinh, phụ huynh ổn định tâm lý, không hoang mang, lo lắng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lấy ý kiến xây dựng luật đất đai sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu nội dung dự thảo, xây dựng và tham gia ý kiến cụ thể đối với từng dự thảo luật. Đối với dự thảo luật đất đai gồm 16 chương, 247 điều, các đại biểu đã tập trung góp ý về một số vấn đề như liên quan đến hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, xác định giá, vấn đề thu hồi đất của nhân dân. Cần cụ thể hóa thời gian có hiệu lực đối với việc quy hoạch, thu hồi đất, tránh kéo dài gây hoang mang và khó khăn cho người sử dụng đất. Đối với dự thảo luật kinh doanh bất động sản gồm 10 chương 92 điều, các đại biểu tập trung góp ý như cần có cơ chế chia sẻ thông tin về thị trường bất động sản, đảm bảo tính công khai minh bạch, quy định về giao dịch phải qua sàn giao dịch bất động sản và hợp đồng không phải công chứng, chứng thực. Việc chuyển nhượng cho thuê cần quy định cụ thể thông qua sàn giao dịch bất động sản và tránh chồng chéo giữa các quy định luật. Xã Nhật Quang, huyện Phù Cử là một trong 6 xã trên địa bàn tỉnh đang thực hiện thí điểm mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, xã đã xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả để nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt hơn. Gần gũi, thân thiện, nhiệt tình là những gì cảm nhận của người dân với công chức xã tại bộ phận một cửa xã Nhật Quang. Đặc biệt, những người cao tuổi khi đến đây sẽ được giải thích rõ hơn về các quy định mới trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn các thao tác trên cổng thông tin điện tử. Hôm nay tôi đến công chứng để làm chế độ chính sách. Vâng. Tôi thấy đội ngũ cán bộ và các đồng chí sao lại rất là chu đáo, tận tình, vui vẻ, ứng xử rất là lịch sự. Tôi thấy là tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn cho người dân chúng tôi làm những cái thủ tục rất là nhanh gọn trên tinh thần trách nhiệm rất là cao. Trước đây xã Nhật Quang là địa phương có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ở mức thấp tại huyện Phù Cử. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 4 đến nay, xã đã tiếp nhận và xử lý hơn 200 thủ tục trực tuyến, tăng khoảng 50% so với quý 1 năm 2023. Các giấy tờ quan trọng như giấy khai sinh được hoàn thành trong ngày, số hộ khẩu, số hộ tịch luôn giải quyết trước hạn so với quy định. Ủy ban nhân dân xã trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc như đường truyền internet, máy vi tính, máy in, máy scan, photocopy, đảm bảo giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính. Chúng tôi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân một cách nhanh chóng, luôn đúng và trước thời hạn theo quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác. Cán bộ bộ phận một cửa thực hiện 4 xin, 4 luôn, 5 không, 5 biết, tận tình phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lãnh đạo ủy ban còn thường xuyên phân công đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch trực tại bộ phận một cửa để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác. Sự chuyển biến trong thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã và hiệu quả của việc thực hiện thủ tục hành chính ở những địa phương này sẽ là cơ sở để mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp được triển khai thực hiện ở các xã phường trên toàn tỉnh. Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức lễ hội truyền thống thả chim bồ câu bay năm 2023 tại nhà văn hóa huyện. Lễ hội thu hút hàng trăm nghệ nhân của 15 câu lạc bộ chim bồ câu bay đến từ các địa phương như huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, thị xã Mỹ Hào và các câu lạc bộ tham gia thả chim bồ câu bay trên địa bàn huyện Văn Lâm. Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương Văn Lâm, tạo điều kiện để các nghệ nhân, các câu lạc bộ, vận động viên và toàn thể nhân dân cùng du khách thập phương được giao lưu, hưởng thụ văn hóa, động viên các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Trong hai ngày nắng nóng vừa qua, Điện lực Hưng Yên ghi nhận công suất tiêu thụ điện tăng cao bất thường. Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đang là vấn đề cần mọi người dân thực hiện triệt để nhằm bảo đảm an toàn điện và giảm chi phí chi trả cho hóa đơn tiền điện cuối tháng. Theo đó, nền nhiệt độ không khí ngoài trời có thời điểm lên đến trên 40 độ C. Điện tiêu thụ tại Hưng Yên đạt ngưỡng cao nhất từ 910 MW đến 925 MW lúc 16 giờ, cao hơn mức trung bình từ 50 đến 60 MW so với ngày thường. Việc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa tránh sốc nhiệt vừa đảm bảo sức khỏe, vừa giảm chi phí tiền điện đã được ngành điện Hưng Yên khuyến cáo người dân. Theo đó, đặt chế độ điều hòa từ 26 đến 28 độ, vừa tăng tuổi thọ máy điều hòa, vừa phù hợp với nhiệt độ ngoài trời khi nhiệt độ cơ thể luôn ở 37 độ C. Bên cạnh đó, việc tắt các thiết bị điện không cần thiết trong giờ cao điểm cũng giúp giảm nguy cơ quá tải cục bộ, gây chập cháy dây điện do nắng nóng tạo ra. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hiện nay đang có chiều hướng gia tăng. Ghi nhận của phóng viên tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử. Đây là cửa hàng bán đồ Thái Lan ở khu vực cổng chợ Phố Cao, thị trấn Trần Cao. 100% hàng hóa bán tại đây là hàng nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết trên vỏ bao bì các mặt hàng không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có hướng dẫn sử dụng. Mọi thông tin người tiêu dùng muốn biết đều qua sự hướng dẫn và giới thiệu của người bán hoặc tra hướng dẫn sử dụng trên Google. Điều đáng nói, cửa hàng này nhiều lần bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, thậm chí cả tiêu hủy hàng hóa vi phạm, nhưng chỉ được thời gian, xong lại tiếp tục bày bán hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ. Đây là gì? Phấn. Tem nhãn phụ đâu? Cái này là phấn. Sách tay thì là tem nhãn phụ. Sách tay ạ? Thế quản lý thị trường người ta hay kiểm tra không? Có rồi, năm nào người ta chẳng quán. Thế à? Anh em sao? Thế người ta có xử phạt không? Tại một số cửa hàng siêu thị mini trên địa bàn thị trấn Trần Cao, có rất nhiều nơi bày bán sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như nước hoa, phấn trang điểm, sữa rửa mặt. Thậm chí có nhiều loại đồ uống chữ nước ngoài nhưng không hề có tem nhãn phụ. Các sản phẩm có chữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng không có tem nhãn phụ, rất khó để hiểu và sử dụng sản phẩm đúng cách. Chẳng hạn như viên đắp mặt nạ, đóng gói như một chiếc kẹo. Nếu không hỏi người bán hàng thì người tiêu dùng cứ tưởng nó là chiếc kẹo. Cái này là gì? Là sốt ạ. Sốt ạ? Vâng. Sốt của gì đấy? Sốt này ạ? Và ngày đập bọn em nhập tại kho. Chỉ có em nói son này biết là son rồi đúng không? Anh làm sao biết là son? Như các bạn ấy dùng quen, các bạn mới biết. Cái này là hàng của gì đây? Đây là hàng của Nhật ạ. Tem nhãn phụ đâu? Em chết rồi, cái này không để ý. Thế còn cái này là cái gì? Cái này là nước sữa chua ạ. Sao biết là nước sữa chua? Thì em thấy các bạn ấy bảo em thế. Hàng này hàng của nội địa chung. Hướng dẫn sử dụng đâu? Không có tem nhãn phụ gì cả. Em thấy các bạn ấy bảo em thế. Đầu tiên là một số hàng đều có tất cả ấy, là đầu tiên ấy. Sau thì đây cũng thế à? Một hai người nhận hàng xong thì chẳng để ý. Rất nhiều. Quê không để ý. Theo Nghị định số 43 năm 2017 và Nghị định số 98 năm 2020 của Chính phủ, quy định về thông tin in trên nhãn phụ và quy định về tem nhãn hàng hóa nhập khẩu, quy định về xử phạt hành vi vi phạm trong buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng trôi nổi, hàng có dấu hiệu làm nhái, làm giả, có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng tùy vào mức độ vi phạm đối với tổ chức cá nhân kinh doanh. Việc nhiều cửa hàng siêu thị bày bán rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ khiến cho người dân hoang mang, lo lắng. Thậm chí, các mặt hàng về thực phẩm còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Đề nghị lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lý dứt điểm những tồn tại về hàng hóa vi phạm quy định tại các điểm trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Quá trình điều tra ban đầu, xác định Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1971, ở tổ dân phố Lộ Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào là đối tượng chính đã kéo trang bóng về cho các đối tượng khác ở thị xã Mỹ Hào chơi cá cược hoặc chia thành các trang bóng nhỏ để nhận hoa hồng. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và sử dụng nhiều hình thức liên lạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Tiền cá cược thắng thua được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang tiếp tục điều tra mở rộng.